Thanh Thảo xin chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến với buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và chị Phước Thảo, đại diện cho văn phòng Dental Implant of San Jose. Thanh Thảo xin chào đến chị. Hi Thảo, hôm nay khỏe không? Và xin kính chào đến quý khán giả Việt Nét Việt. Dạ, thưa quý vị khán giả, quý vị nhìn trên màn hình là hai chị em của Thanh Thảo đang trong hôm nay là mùa thu ha. Hơi lạnh. Hơi lạnh chút xíu thưa quý vị. Mình chúc quý vị khán giả có được những cái giây phút thật là thoải mái, một mùa thu thật là đẹp ở khí trời của San Jose của mình. Khi mình sống ở Mỹ rõ ràng có bốn mùa. Đúng rồi. Cho nên mình cũng cảm nhận được hết những cái vẻ đẹp của bốn mùa đó. Thì nên nhớ Thảo là hình như là đến Thanksgiving và Christmas không biết Dental San Jose có cái gì promotion không? Đó, Thảo muốn hỏi gì đó nha. Thật sự mà nói thì hình như đã hết rồi nhưng mà để coi. Theo như Thảo biết thì mình đã hết từ cuối tháng 9 rồi. Nhưng mà Thảo vẫn hy vọng rằng là ở mùa lễ, biết đâu văn phòng Dental Implant of San Jose sẽ có những cái chương trình promotion tốt hơn. Thì hy vọng là ở đợt sau chị Phước Thảo sẽ chia sẻ điều đó đó nha. Dạ đúng rồi, thì để mình xin với lại corporation như thế đúng nào rồi. Tại vì thực sự là mình cũng discount rất là nhiều. Thì bây giờ thật sự cái bảng 25% off đã remove, đã để xuống rồi. 25% thưa quý vị, cho một cái việc làm implant, nó là một con số lớn chứ không có nhỏ. Dạ, Thảo rồi. Rất là hy vọng biết đâu là vài bữa nữa ha, khi mà mùa lễ đến gần mình thì mình sẽ có được những promotion từ Dental Implant San Jose. Quý vị theo dõi chương trình của Thanh Thảo và chị Phước Thảo để mình đón biết đâu ha quý vị nha. Yeah. Rồi trở lại với buổi nói chuyện của hai chị em mình ngày hôm nay. Chị Phước Thảo cho Thảo biết rằng là trong thời gian vừa qua thì văn phòng mình có tiếp nhận thêm những cái ca nào để mình chia sẻ cùng quý đồng hương không? Tại vì với những chia sẻ của chị Phước Thảo, rõ ràng người nghe, quý đồng hương của mình sẽ nghe và sẽ rút được kinh nghiệm rất là nhiều. Thì thực sự ra cái này là gọi là người thật, việc thật cũng đã đến văn phòng rồi Thảo, chứ có phải là mình make up story hay bất cứ cái gì. Thì nghe thì mình cũng thấy wow, không biết làm sao để giải thích hay là làm sao để mà giúp đỡ để mà sửa được những cái problem đó. Thì mình cũng go từ từ và mấy cô cũng rất là upsetting, tại vì những thảy xảy ra cũng đã làm case bên Việt Nam rồi. Và hơi, tại vì thực sự ra Thảo biết làm hơi bị lẹ quá, hơi bị sớm quá, thành ra là không có successful, rồi bị sưng, rồi bị gẹt mét, rồi giận, rồi tức giận thì cứ trong cái người của mình nữa, rồi những cái case nó không thành công. Và thật mình không biết nói làm sao nữa. Thì khi quý vị tới một cái chỗ nào nó gọi là second opinion, mình phải tham khảo coi cái case như thế nào, mình phải đi bao nhiêu lần, rồi người bác sĩ như thế nào, nói chuyện sao. Thì mới đầu thì thực sự trong promise cũng hơi nhiều, nhưng mà khi xong xuôi hết á, thì cô đó thì cô nói là email họ không trả lời. Và những cái implant của cổ đó không ai nói là implant loại gì, tên gì, tại vì rất là nhiều implant Thảo. Thì khi implant là cái body, nhưng mà những cái thành phần ở trên, những cái part đó, mình phải có đúng cái part của nó. Ví dụ mà CD hay là BMW không thể nào lấy lá Honda mà mình làm được. Đúng rồi. Thành ra là rất là khó, nên quý vị nên tham khảo và nên suy nghĩ rằng mình có nên để mà save một chút tiền rồi mình bị problem hay không. Đó là mình thấy rồi. Thực ra thì làm răng thì chắc là nhiều show trước á, Thanh Thảo và chị Phước Thảo cũng đã từng chia sẻ cùng quý vị, mình làm implant hoặc là mình làm răng thẩm mỹ á, thì mình phải suy nghĩ và chọn rất là kỹ. Để khi mình đã quyết định sai rồi, cái chỉnh sửa đó có thể là không chỉnh sửa được mà bắt buộc phải làm lại từ đầu. Lúc đó chúng ta không chỉ mất tiền bạc, không, tiền bạc là một con số rồi, quý vị đã mất cả thời gian và sự đau đớn và cả sự buồn bực nữa. Thanh Thảo không dám chỉ trích là mình mang về Việt Nam làm sẽ không đủ chất lượng. Thanh Thảo không dám nói điều đó. Không. Ở đây mình chỉ nói là mình tốn cả thời gian nè, rồi một cái luật lệ lại không bảo vệ mình nữa. Cho nên đôi khi mình muốn biết được mình đã làm cái gì từ ở nơi đó, quý vị sẽ nhận được là con số không, như một quý vị khán giả mà chị Thảo được từng chia sẻ, có email cũng không nhận được hồi đáp. Thì cái người mà tiếp nối để muốn chỉnh sửa cái problem của mình, họ không biết mở từ đâu hết. Lý do rằng là họ không biết là họ đã ở đây đang đặt cái gì. Đúng rồi. Với lại thật sự là mình nói thẳng với Thảo là về ở bên Mỹ, cái gọi là cái service nó khác, là gọi là protect người client, là người protect người customer, đúng không? Thí dụ như mình giống như mình đi bác sĩ whatever, nhưng mà mình vẫn có cái sự protect của cái người bệnh nhân. Nhưng mà Việt Nam gọi là cười trừ rồi, cãi lộn nhau rồi, trời ơi, Thảo thấy wow, không biết mình nói làm sao nữa. Tại vì khi qua đây rồi,
bên bác sĩ, những bác sĩ, nha sĩ hay whatever đụng thảo là người đó sẽ có trách nhiệm. Đúng rồi. Yeah. Mình thật sự cái đó là beauty. Yeah. Nên yeah. phải xin phải thật sự là phải mình phải hiểu. Yeah. Ví dụ như những cái cô cứ nói tôi không đi chỗ kia là tại vì chỗ kia kêu tôi ký tên nhiều quá. Nói dạ thưa cô, by law tụi con phải cô ký. Bên đây có ký không? Thôi. Dạ bên đây tụi con có. Yeah. Còn bên chỗ mà không ký, cô phải hỏi lại tại sao yeah. không ký. Tụi con all consent form. Như mẹ mình đi mổ mắt vô trong hospital cũng phải ký consent form đúng không? Đúng y rồi. Nói mổ mắt để cataract không có gì hết, nhưng mình phải ký một cái tờ giấy để mà truyền máu. Dạ, để làm gì rồi. Vậy? Everything have to be listed out. Dạ. Mình phải consent form tại dạ. vì by law. Tất cả những tờ giấy ký nó cũng bảo vệ mình. Dạ. Thành ra có nhiều cái để mình đó là một cái san sẻ của mình. Dạ. Đó là những cái san sẻ về kinh nghiệm. Thì Thanh Thảo cũng muốn nhắc về văn phòng Dental Implant of San Jose thưa quý vị. Nơi đây thì máy móc thiết bị thì khỏi nói rồi. Dạ. Vô cùng tối tân. Nhưng cái điều quan trọng khi quý vị đến với một vị bác sĩ, chúng ta đều nghĩ mình tìm hiểu xem bác sĩ đó mình có thật sự mình tin tưởng để mình chọn mặt để mình đặt cái sức khỏe mình lên hay không. Dạ, đúng rồi. Chị có thể chia sẻ thêm nhiều hơn về Dr. Jen cũng như Dr. Mai Lê. Dạ. Tại Dental Implant of San Jose. Dạ. Thứ nhất là văn phòng rất là hạnh diện, mình cũng cảm thấy rằng mình có trong một đội ngũ gọi là nói thẳng ra một câu là mình console với lại tất cả những bệnh nhân như Thảo cũng giống như family. Yeah. Mình có thể nói được với lại Dr. Mai Lê và Dr. Peter Chen là những thế hệ gọi là không có lớn mà bằng với nhau, thì mình rất là understand và rất là hiểu, sẽ dạy được cho bệnh nhân từ bây giờ tới 20 năm Thảo cái con đường của bệnh nhân sẽ đi tới đâu, răng của mình sẽ tới đâu khúc nào, và ở đây sẽ giải thích rất là kỹ những cái gì trường hợp emergency và những cái gì nó gọi là longevity, là một cái đường dài từ đây đến 20 năm. Bệnh nhân sẽ rất là hiểu, rất là kỹ. Mình phải hiểu được là mình sẽ bị cái gì và mình plan trước. Dạ. Tại vì ở đây là thứ nhất là quý vị răng mình phải cần ăn. Dạ, ăn để chi một cái nutrition mỗi ngày. Sức khỏe. Cái này mình răng của mình lúc nào mình cũng phải cần hết, dù đúng là uống rồi. Nước hay bất cứ gì mình cũng phải cần răng. Nói tôi không cần tôi denture cũng được, không có đâu. Trời ơi, cực lắm. Và thật sự ở bên đây mình trong cái field mình mới biết được. Yeah. Nên quý vị hãy nên có những anh cũng tới 50 tuổi thôi Thảo mà không còn răng, mình phải cần gọi là beauty and function. Và những cái giới tuổi thì ở đây Dr. Mai Lê và Dr. Chen sẽ plan cho những bệnh nhân đó cái đường dài với cái số tuổi của mình nên làm gì. Đúng rồi. Thì yeah. ở đây một implant và tới toàn hàm luôn. Nên yeah. quý vị tới đây bất cứ chuyện gì về dental implant cứ việc gọi cho văn phòng. Ở đây gọi là vui lòng cách đến mà vừa lòng cách đi. Yeah. Rất là tận tâm để mà giải thích cho quý vị nha. Không phải đơn giản quý vị đến là tôi implant, là mình implant đâu. Ở văn phòng mình nó sẽ lấy cái độ tuổi quý vị và cái thực trạng răng mình thế nào để cho mình một cái plan mà mình sẽ hài lòng, không có phung phí và cũng không có bị thiệt thòi cho mình. Yeah. Thì điều đó là một cái điều mà rất là hay tại văn phòng Dental Implant of San Jose. Yeah. Còn về bác sĩ Dr. Chen và Dr. Malay thì rõ ràng yeah. cái bàn tay của hai vị bác sĩ này rất là mát. Yeah. Thanh Thảo nói từ mát, mình cũng không thể nói là mát ở sự hên xui đâu quý vị. Ở đây là hai vị bác sĩ này đã có quá nhiều kinh nghiệm yeah. cho việc implant. Yeah. Và cái công việc implant của hai vị bác sĩ này đó là cái special của họ, chứ không phải là mình làm một công việc mà một cái răng mình làm quá nhiều cái việc như những nha sĩ bình thường khác. Hai vị bác sĩ này là focus for implant, cho nên chắc chắn cái special đó nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi quý vị chọn ở một cái văn phòng yeah. bình thường khác. Yeah. Tại vì văn phòng cũng mới mở cửa đó Thảo, nên con cô chú cũng đã tới và đã làm những cái treatment. Hiện giờ đang trong cái giai đoạn là healing, đang mang cái răng giả và chuẩn bị sắp sửa lấy dấu rồi. Thì có thể là trong tương lai là mình sẽ mời lên trên đài để mà san sẻ những cái kinh nghiệm. Yeah. Cô chú đều rất là vui đã chọn Dental Implant of San Jose với cái thực sự là cái lương tâm của mình. Mình cảm thấy mình làm, mình về nhà, mình ngủ ngon. Những cái gì những năm mình cảm thấy là mình rất là vui để mà phục vụ những cái bệnh nhân của Việt Nam của mình. Cái nhân Thanh Thảo khi mà nghe chị Phước Thảo chia sẻ gì cũng vui lây với quý vị. Khi mà mình làm một công việc gì đó, mình mang đến cho cái người mà mình phục vụ cái niềm vui, cái sự hài lòng.
đó là một trong những cái điều mà gây cho mình cái sự vui vẻ, cảm kích. Thì không ngoài những cái ngoại lệ đó, văn phòng Dental Implant of San Jose luôn luôn mang đến cho quý vị những cái service tốt nhất. Yeah. Xin chị chia sẻ về bảo hiểm cũng như là cách trả tiền. Rồi, văn phòng có một cái gọi là corporation để mà nhận tất cả Dental Implant PPO. Là mình đi bất cứ một nha sĩ nào cũng được hết. Và Medicare Advantage. Yeah. Medicare Advantage là gọi là những cái plan mà có nó cái additional đó Thảo. Thì ai quý vị nào nằm trong cái chương trình đó cứ việc gọi cho văn phòng để mà hỏi thử coi mình có nằm trong cái group đó không, hay là cái plan đó không. Và ở đây cũng đã plan cho bệnh nhân là trả góp bằng cách là bệnh nhân có thể apply một cái loan về dental cho chính cho văn phòng của Dental Implant of San Jose đó Thảo. Thì mỗi tháng mình trả payment. Thì cái đó là ở đây cũng đã làm cho bệnh nhân những cái nó gọi là dễ dàng. Tại vì cái plan là từ 2 năm tới 12 năm. Đó, giống một cái chiếc xe vậy đó. Yeah. Thì quý vị nào cần một số tiền thì cứ việc gọi cho finance, thì ở đây sẽ góp cho quý vị để mà mình apply cái loan đó. Rất là hay. Yeah. Cảm ơn chị đã đến chia sẻ những cái dịch vụ rất là tốt tại Dental Implant of San Jose. Hy vọng là ở lần kia sẽ sao chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những cái promotion tốt cho quý vị. Tất nhiên rồi. Tất nhiên. Thì cứ việc gọi cho văn phòng là 4888888 2969 để mà hỏi là có cái promotion hay không, để mà tại vì mình phải xin mỗi corporation mỗi tuần đó.